hôm nay là mình quay cái chương trình này để mà mình coi cái cách mình sửa nhà cho một cái căn nhà mình mua từ A tới Z mình làm. Giống như là mình remodel hết nguyên căn nhà này đó, coi như từ trong ra tới ngoài. Cái căn nhà này mình mua nó nằm ngay chỗ cái đường Warwick View. Thì Warwick View thì nó là ngay mặt tiền. Thì nó cái nhà này với diện tích của nó, đất của nó đó là 33.000 square feet. Còn cái nhà là 2.007 square feet. Thì bây giờ là mình làm căn nhà này, mình remodel từ trong ra tới ngoài. Có thể là lẹ nhất là 1.5 tháng là xong căn nhà này. Thì cái đường này nó đi ra ngoài ngay chỗ cách đây khoảng 1 mile đường Warwick View. Thì 1 mile nó là Bellway. Thì Bellway ngay chỗ đó, nó đi dưới Bellway thì nó có Walmart nè, nó có đầy đủ hết, Best Buy, có Ross, có những cái tiệm ăn này kia, coi như là McDonald's này kia, everything. Thì nói tóm chung là ở khu nhà này nó rất là tiện lợi. Thì hôm nay á, là mình lại căn nhà để mình dọn dẹp trong căn nhà này đó. Chủ nhà người ta bỏ lại cho mình nó coi như là mọi đồ, coi như là không thể tả được luôn. Phải nói là mình mua, tại mình mua nhà HX nên nó bỏ đồ lại coi như là không thể tả luôn. Mình phải nói là không thể tả được. Khi mà mình muốn lên up một cái nhà để mình làm cho nó đàng hoàng đó, thì mình phải mướn một cái container như vậy. Mà khi cái container này đó là mình có ắc cao với tụi Comedy Dumpster đó, thì nó chạc mình là một cái dumpster 40 da như vậy là 750 đồng một cái container như vậy, một cái dumpster. Mà cái nhà này phải cần hai cái dumpster mới đủ đồ để mình liên từ trong nhà ra tới ngoài ra mà nó bỏ như vậy đó. Thì mình phải là mướn người lại người ta dọn dẹp để mà người ta bỏ đồ vô trong cái dumpster cho mình. Nổi tiền mướn không á, nó dọn dẹp với nó làm cho mình không là hết 10,000 là cái tiền nó bỏ vô trong cái dumpster cho mình thôi, với nó làm lại mấy cái này chiếc lốc này kia là nói là mình mướn không là 12.000. Ở đây giống như là một cái phòng living room. Living room là nó làm thêm thôi. Thì nữa mình sẽ làm một cái lò sưởi ngay đây. Mình sẽ làm một cái lò sưởi ngay đây. Thì mình sẽ cover chiếc lốc lại hết toàn bộ ở đây hết. Còn cầu thang này mình sẽ không còn làm cái handrail nữa, mình sẽ build một cái vách wall lên luôn. Mình làm một cái wall lên để cho làm chi, để cho nó bít bùng không còn nhìn thấy cửa sổ không gì hết, thì tự là mình đi lên trên lầu ok thì nó tiện hơn mà nó đẹp hơn nữa. Coi như là mấy cái ổ điện ở đây và mấy cái công tắc ở đây mình thay toàn bộ những cái đồ mà cái ổ điện mới. Nó hình xì que thì nó đẹp hơn. Hôm nay á, là mình từ ngoài cara mình vô trong cái phòng ở nhà mình á, thì mình trước nhất là cái phòng này là cái phòng living room. Rồi xong giờ bây giờ tới mình vô phòng máy giặt máy sấy nha. Ok, đây phòng máy giặt máy sấy. Mình sẽ cover siết róc lại hết, coi như toàn bộ trong cái phòng này. Coi như mình không có làm ban đồ này nữa, nhìn nó xấu lắm. Mới cái ổ điện cũng vậy. Mình sẽ mổ cái cửa ngay đây. Đó, mổ cái cửa ngay đây. Để đây đi thông qua bên kia. Thay vì mình lấy cái không gian bên kia mình bít lại á, thì mình mổ cửa đây. Để chi mình làm một không gian nhà bếp bển cho nó rộng rãi. Ở đây là hồi nãy cái hướng cầu thang và mình đã đi lên trên lầu rồi. Thì đây là trên lầu nó cũng làm ban đồ luôn. Mình sau này mình sẽ làm bằng siết róc hết, cover trong cái lô set. Mình làm cover siết róc lại hết. Rồi ở đây giống như là cái phòng này là cái phòng living room. Nó là living room thôi, chứ ngoài ra nó không có là phòng ngủ nha. Bỏ bộ ghế sofa ở đây. Ở đây mình sẽ làm một cái handrail rồi mình gắn vô qua một cái tivi. Đó, đây là giống như bộ sofa rồi tivi ở đây. Trong đây là cái lô set. Lô set này á, thì mình có lô set thì mình sẽ cover siết róc lại hết. Coi như là mấy cái ban đồ này mình tháo bỏ hết. Cái phòng tắm này thì bây giờ đó, phòng tắm này cái sink mình vẫn giữ cái sink này, nhưng mà mình vẫn làm cái sink ngay đây. Mình sẽ bỏ một cái sink mới vô, coi như mình bỏ toàn bộ, mình bỏ hết trong cái nhà này.
coi như là toàn bộ tháo bỏ hết, cửa này cũng thay luôn. Đây là một cái bồn tắm đứng, nhưng hồi xưa là nó làm cái này là quá tệ luôn, phải nói là quá tệ luôn, phải nói là nhìn nó không có bơ phịt gì chút nào hết, không có đẹp thẩm mỹ gì hết. Thì ở đây là phòng living room mình nói rồi ha, giờ vô trong đây là thêm một cái phòng nữa. Ok, đây giờ vô một cái phòng nữa, đây là phòng ngủ chính thức. Đây phòng ngủ, ở đây là mình tháo rồi hết rồi, mình sẽ làm lại siết róc ceiling cũng vậy, mình sẽ làm lại siết róc xong rồi mình sẽ lót laminate ở chỗ này, coi như là đây là một cái phòng ngủ. Thì cái này á, là cái gara nó build lên nó thành hai phòng đó. Đây một cái là đây là trong đây là một cái phòng đựng đồ đó, đựng đồ. Mấy cửa sổ thì mình vẫn giữ, coi như tại cửa sổ này nó còn tốt, thì cái cửa sổ trong cái nhà này nó vẫn còn tốt, nó tới hai lớp kiến là một lớp ngoài và lớp trong, nên mình giữ, mình không có thay đó. Thì mình chỉ có làm lại những cái siết róc và mấy cái floor mình làm lại cho nó mới, cho nó đẹp. Ở đây là cái cầu thang nè, mà mình thấy không, đây là cái handrail về phương về cái hồi trước á là nó làm ở đây nè, handrail. Nên bây giờ mình tháo bỏ luôn rồi, không cần handrail, mình sẽ build một cái wall từ đây cho tới dưới đất luôn, rồi mình làm một cái dàn frame ở đây để mình cover siết róc lại thì nó mới đẹp được, coi như là nhìn coi như riêng biệt, cầu thang lối riêng biệt. Tại vì cái này nó không dính líu gì trong cái nhà mà để mà ở đằng trước để mình design mấy cái handrail cho nó đẹp, còn cái này là nó nằm ở phía sau thôi, nên mình làm là tự mình đi lên thôi, chứ ngoài ra mình không có cần phải đẹp, nhưng mình làm như vậy thì đẹp hơn, cover lại thì đẹp hơn. Ok, thì ở đây là cái nhà bếp hồi xưa nó chỉ có tới tới đây thôi, tới đây thôi, đã tới cái chỗ đây thôi đó, nó rất là nhỏ, nó thấy cái like không đó, nó nghe cái like này nè, là nhà bếp đó, đó chút xíu à. Thì bây giờ mình làm lại một cái nhà bếp bự luôn, nên mình phá cái vách này luôn, phá luôn qua tới bên đây luôn, rồi mình sẽ cặp một cái dàn beam ở trên đó để cho nó chịu lại cái lực để mình làm cái góc nó liền luôn, coi như là nó không còn thấy một cái dàn frame đó nữa. Nếu mình gỡ ra đó mà không có cái cây chổi này đó thì nó sẽ bị sệ cái xe lưng xuống, nên mình phải cầm cái dàn beam đó để mình làm lên cho nó đẹp. Thì những cái đường mà cái xin đây, cái cửa sổ nhỏ này bây giờ mình biến thành một cái cửa sổ bự luôn, mình không có cần là cửa sổ nhỏ này nữa, mình sẽ cắt gạch ở ngoài rồi mình sẽ làm cái dàn frame ở trong, rồi mình bỏ cái đường E này đi, mình sẽ bỏ cái đường E này. Mà khi cái đường E này á là mình cắt bỏ hết, mình sẽ nới ra làm một cái đường E BBC, mình cho lên trên group cho cái góc này, mình sẽ lên trên group này. Còn đường nước cũng vậy, đường nước mình sẽ cắt bỏ, mình sẽ làm được một cái đường hệ thống nước, tại cửa sổ mình nó bự hơn mà, cửa sổ mình tới đây lận đó, nó qua tới bên kia. Bên đây mình sẽ chạy một cái đường ga xuống cái tủ lạnh đó, ngay đó là tủ lạnh hồi trước đó, bây giờ mình sẽ cover lại cái cửa này, coi như là không còn một cái cửa đi chỗ này nữa, mình sẽ bít lại, mình sẽ làm một cái nhà bếp dài coi như từ đây cho tới đằng này luôn, tới đây luôn, tới đây luôn. Thì trong một cái nhà bếp á, đây là một cái cửa, sau này mình sẽ mở cái cửa ở đây, rồi ở đây là một cái cao tầng thớt, nó dài từ đây lại tới đằng kia luôn. Thì ở đây á là cái trong cái đó vách tường đó sẽ chạy dài ra tới đây là cabinet luôn, tới ngay cái cột này cabinet luôn. Thì mình làm giống như một cái island vậy đó, là cái đá mình sẽ làm nó là 32-39 inch. Còn chính giữa này á là mình sẽ làm một cái island. Trên ceiling này mình sẽ chạy những cái đường đèn xuống, thòng xuống, 5 cái đèn xuống và 6 cái đèn trên ceiling nữa, coi như 6 cái đèn 6 inch nữa thì nhà bếp mình nó mới đẹp được. Rồi tủ lạnh này mình sẽ move qua bên đây, cái oven mình sẽ đặt đây, rồi một cái lò mình sẽ đặt đây, khúc thớt mình sẽ đặt đây. Còn bên đây là trước đặt cái lò, nên mình phải chuyển cái đường điện, đường này đường kia qua bên đây hết, coi như toàn bộ qua bên đây hết. Đường ga mình phải làm ở đây luôn đó, ga mình sẽ lấy từ cái bình nước nóng, mình sẽ lên trên Eric mình chạy xuống đây. Ok, rồi mình bếp cái cửa này lại thì nó sẽ là một thành cái nhà bếp rất là rộng rãi và thoáng, rất là đẹp. Còn cái cửa này á thì mình sẽ đổi một cái cửa, một là mình đổi ra một cái cửa mở,
Tại vì cái này kiến nó bị mờ rồi nên mình phải đổi cái cửa này thôi. Đó. Cái cửa thì đi ra ngoài bếp da, cũng như đi ra ngoài cái sân nhà, sân ngay cái bếp da của mình. Cái cửa này cửa lay đo nên mình không có cần nữa. Thật sự ra đó thì mình giữ cũng được, nhưng mà kiến này nó bị e vô rồi, coi như là nó mờ, mình không thấy gì nữa hết. Ok, thì ở đây là phòng khách, thì mình sẽ lót gạch hoặc là laminate để mình coi thử như thế nào. Thì lúc đó mình sẽ lót gạch hay là laminate, sau đó mình sẽ tính sau. Còn bây giờ á là cái cửa sổ này mình vẫn giữ, còn mình có thể là mình thay cái phân đo, mình thay cái cửa cái này là cửa gỗ nhìn cho nó đẹp. Đồ mình đã mua hết chỗ trơn rồi đó, cái cửa đó, cửa đó mình sẽ gắn vô đây, gắn vô đây. Khi mình làm một công trình gì đó là mình phải order đồ coi như đầy đủ, không thiếu cái gì hết, để cho thợ nó tới là nó có việc nó làm liền đó. Cửa mình cũng mua sẵn luôn, coi như là sửa cửa mình thay trên lầu đó là mình mua sẵn hết luôn. Xiết róc mình mua 114 tấm để mình làm cover lại những cái bản đồ đó hết. Okay. You know? Where did you move? Hả? This? Yeah, move. Right. Open. Open. I move the faucet here. Right? Mm-hmm. Yeah, open this. And this one I cut up this one, yes, you know? Yes, yes. And open this one. Yeah. Open this one. This one for the shower here. Yeah, yeah. You know? Yeah, I know. And this yeah, yeah, you so for the 24. 24, okay, 32, center. 32, yeah, I know. Yeah, 32. This one you open more, right? Yeah, open more, 32. Okay, and the cover, this one. Okay? Cover, yeah. This is one room, you know? And told the guy open this one. I cut the pie. Yeah, okay. I cut the lumbing, yeah, right? You know? Now. Okay. Bây giờ đây là cái phòng này á, mình nói cho mình khi mình vô cái nhà này đó, mình biết người ta làm cái gì hết. Tại vì mình nhìn vô là mình biết. Tại cái nhà này nó tới 3 phòng ngủ lận, là phòng ngủ bên kia và phòng ngủ này và phòng ngủ master bedroom. Khi một cái phòng như vậy đó, cái người già người ta không có, giống như là không có tắm rửa, không có bự được, nên người ta mới lấy cái phòng này là phòng ngủ, nên người ta làm lại một cái shower bự để cho cái người handicap người ta vô cho nó dễ dàng. Người ta hy sinh một cái phòng ngủ mà người ta làm một cái phòng master bedroom giống như là bự luôn. Nên người ta làm những cái hệ thống sinh cho đây, mình tháo bỏ hết, mình sẽ trở về vị trí cũ của nó. Hồi đó đây nó cũng lót gạch luôn, mình cũng băm lên luôn, coi như là mình sẽ làm đây là một cái phòng ngủ lại, trả vị trí lại một cái phòng ngủ để cho chi, để cho có giá trị căn nhà của mình, để cho ba phòng nó liên tục với nhau. Đây có buồng tắm, giờ nước hồi đó nằm ngay đây chứ phải nằm ngay đây. Thì bây giờ đó, cái người handicap á, người ta muốn làm một cái buồng tắm, ta lấy cái phòng này làm một cái phòng master bedroom á, thì người ta ngăn cái vách này lại. Đó, người ta ngăn cái vách này lại. Cái vách này là cái buồng tắm này nó nằm cho bên cái bên kia. Nên bây giờ á, David vô, David sẽ làm lại coi như là trở về vị trí cũ một cái buồng tắm ở bên đây. Mình sẽ ngăn một cái vách này, ngăn lại, mình sẽ làm một cái buồng tắm lại cho người ta. Rồi, cái cửa này mình sẽ làm lại cái closet. Cái cửa này mình sẽ làm lại cái đường đi vô của cửa phòng 32 inch. Rồi, cái vách này là mình sẽ cover lại thành một cái wall lại thì nó mới ra một cái phòng được. Còn cái đường ống lâm binh này đó là mình bỏ, bây giờ mình cắt bỏ hết ở đây rồi. Hồi đó làm một cái sinh rửa mặt ở đây nên bây giờ mình tháo rồi. Ok, cái sinh rửa mặt đó nằm đằng đó đó, đó cái sinh rửa mặt đó. Nên bây giờ mình tháo ra mình để lên bển. Để làm chi? Để mình cover, mình cắt những cái đường ống nước này hết, mình bỏ hết. Đường ren mình bỏ hết, mình làm lại. Mình sẽ làm lại một cái vách nguyên vẹn, coi như là đây là trở lại một cái phòng ngủ. Ở đây là cái phòng master bedroom nè. Ok. Đây là phòng master bedroom. Đó, thấy cái hallway đi vô không? Đó, đây là cửa phòng master bedroom. Đây là cái cửa phòng master bedroom. Nhưng hồi xưa là người ta làm á, cái master bedroom này mình cũng thấy hơi lạ. Nó master bedroom mà tại sao không có cái buồng tắm? Ở đây không có buồng tắm, nó chỉ có cái sink và toilet thôi. Nên bây giờ á, mình phải chế ra lại. Nếu mà master bedroom thì mình phải làm có một cái buồng tắm đứng ở trong đây. Thì đây là một cái closet. Một cái closet.
Bây giờ cái closet nó bự ra tới đây, từ đây nè, từ đây nó dài ra tới đây. Nhưng bây giờ mình cho thợ phá ra rồi. Để làm chi? Để mình lấy cái room này để mình làm một cái buồng tắm đứng để cho cái phòng master bathroom này xài. Đó, vừa có sink nè, vừa có toilet nè, đó. Mình sẽ mua cái toilet này qua bên kia. Mình sẽ băm cái nền bưa cái toilet này qua bên kia. Rồi mình sẽ làm ở đây một cái shower. Mình sẽ ngăn cái vách ở đây. Đó, ngăn vách đây. Thì mình lấy cái room này, ra ngoài kia, mình làm cái một cái buồng tắm. Ở đây là hệ thống e. Có thể là mình cover lại thôi. Nhưng mình có thể design trong hai cái ô này, mình sẽ làm những cái cell để mà để xà bông. Còn chính giữa này giống như mình làm một cái center. Đây là một đường ống nước. Mình vẫn giữ cái đường ống nước này. Hay hoặc là mình tháo, có thể là mình làm cái đường nước nó đi vô trong đây. Đó. Để đây là đường nước lạnh cho cái toilet. Thì bây giờ mình sẽ cover lại, mình tháo cái ống này ra. Mình sẽ làm cover lại cái hộp này, che lại cái đường ống e của toilet. Để làm chi? Để cho nó có cái đường e của toilet thì nó mới thông được. Nên cái đường nước này mình sẽ mua đi. Để chi? Đây là master bathroom mà. Thì mình phải có một cái buồng tắm và một cái sink và một cái toilet và một cái buồng tắm ở đây. Nên David phải phá cái vách này ra. David phải chế một cái buồng tắm ở đây. Nếu mà không chế buồng tắm ở đây á thì nó không phải là master bathroom. Đó. Nên bây giờ mình phải chế cái buồng tắm đứng ở đây. Phòng hallway nè. Hallway đi vô cái phòng chính mà nó đây nè. Năm hồi xưa đó là nó vẫn để cái cửa nhỏ thôi. Thì không hiểu mình nói không? Để cho khách người ta đi vô đây. Nhưng mà cái này bây giờ không cần nữa. Giờ mình phải làm lại một cái cửa. Mình bích lại cái phòng này. Mình làm lại cái phòng ngủ. Mình trả lại cái phòng ngủ cho người ta. Giống như mình làm lại ba phòng ngủ. Coi như một phòng nè, hai phòng nè, ba phòng. Coi như ba phòng ngủ.